Hola, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Cô rất vui khi có mặt ngày hôm nay để cùng đồng hành với các bạn trong bài là những công cụ nối câu nối đoạn khi viết Writing Task 2. Bởi vì đây là một bài mà cô cực kỳ tâm đắc. Cô nghĩ rằng là đây là một phần không thể thiếu được cho bất kỳ ai muốn writing tốt. Chúng ta hãy thử xem là những cái công cụ mà cô chuẩn bị đưa cho các bạn ở đây nó có thực sự là hiệu nghiệm và tuyệt vời như thế không nhé. Rồi, đầu tiên phải giải thích cho các bạn là tại sao chúng ta lại cần dùng những công cụ như là nối từ, nối câu ở đây. Các bạn biết đấy, trong một bài viết Writing Task 1 hay là Task 2 thì một yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là công cụ nối câu, nối đoạn để bài viết thêm tính mạch lạc và liên kết. Thì cái này sẽ chính là cái điểm là gì ạ? Coherence của các bạn đúng không? Nếu yếu tố này không được thể hiện trong bài viết của bạn, bạn sẽ bị mất điểm rất là nặng ở phần coherence luôn. Và những công cụ được nối câu này cô sẽ cung cấp bây giờ ấy, thì nó sẽ được chia làm một số các dạng như sau. Chuẩn bị giấy bút ra để học nha. Rồi, loại đầu tiên, công cụ được gọi là adding information, là thêm thông tin, công cụ giúp chúng ta thêm thông tin. Khi nào mà chúng ta lại dùng công cụ này nhỉ? Khi chúng ta muốn nêu thêm luận điểm để mà bổ sung cho ý chính. Những cái từ mà chúng ta rất hay gặp, rất hay dùng đó là in addition, additionally. Nhớ nhé, beside phải có S, chứ nếu không có S thì sẽ là sai nha. Mình còn có những từ khác như là furthermore, moreover, also, and. Chúng ta hãy thử xem là từ này nghe hoa mỹ như vậy, còn cách dùng của nó có khó không nha. Qua sang một ví dụ của cô nhé. Ok, ở đây ví dụ này sẽ được dịch là gì nhỉ? Béo phì, các bạn biết chữ đầu tiên là gì không? Từ đấy có nghĩa là béo phì đấy. Ok, béo phì thì dẫn đến một số lượng lớn những cái loại bệnh tật. Rồi, chấm một cái. Tiếp theo là hơn thế nữa. Đấy, cô đã dùng một từ nối để cô bổ sung thêm ý, bởi vì béo phì dẫn đến các bệnh tật nó chỉ là một ý thôi, nó chưa phải là toàn bộ những gì cô muốn nói thêm cơ. Thì cô phải nói thêm là moreover, tiếp theo, đó, hơn thế nữa. Nó sẽ gây ra cái việc là mất đi sự tự tin. Đó, được chưa? Vậy thì cái moreover ở đây nó đóng vai trò để giúp cô là add thêm information vào trong cái đoạn này. Rồi, một ví dụ khác để các bạn tham khảo này. Ok, vậy là chúng ta sẽ đi qua công cụ thứ nhất rồi nhá. Còn từ nối, đối với công cụ thứ hai ở đây đó là giving examples, là đưa ra các ví dụ. Hãy thử xem những từ nối nào được dùng trong trường hợp này nha. Chúng ta sẽ có ngay lập tức đó là for examples. Đương nhiên rồi đúng không? For instance, to illustrate, để mà minh họa, để mà miêu tả. Rồi, namely, as a typical example, là một ví dụ điển hình. Đó thì ở đây cô có đưa ra một ví dụ vẫn liên quan đến béo phì. Xin lỗi bạn nào hơi béo ngồi trước màn hình. Rồi các bạn có thể xem cái ví dụ ở đây của cô. Đó thì béo phì dẫn đến cái việc những cái vấn đề nghiêm trọng về bệnh tật. Ví dụ, đấy cô đưa ra ví dụ luôn đúng không? For example, nhớ là phải dùng dấu phẩy sau những cái từ này nhá. For example, phẩy. Là các nhà khoa học thì đã chứng minh được rằng là nó gây ra những cái việc như là căng thẳng, mệt mỏi và thất vọng. Stress and depression. Hay là ví dụ thứ hai ở đây cô có sử dụng đó là as a typical example khi nói về Hồ Chí Minh. Cái cách đưa ra ví dụ nó không còn nhàm chán được cái việc là cứ for example suốt nữa đúng không? Các bạn nhớ sử dụng cái cụm là as a typical example luôn nhé. Rồi, đấy là hai loại công cụ mà chúng ta đi qua. Cảm thấy rất là hào hứng rồi đúng không? Vì như thế này làm chúng ta viết cảm giác nó liên kết và mạch lạc hơn, hay ho hơn rất là nhiều rồi. Viết kiểu văn chương hơn ấy. Viết kiểu văn chương hơn ấy. Nào, loại thứ ba, càng ngày công cụ càng nhiều hơn. Rồi, loại thứ ba là công cụ là showing result. Rồi, ở đây là đưa ra cái kết quả, hậu quả. Những cái từ nối giúp chúng ta đưa ra kết quả và hậu quả. Chúng ta có thể sử dụng ngay cụm đầu tiên là as a result. Kết quả là gì đấy? Rồi, consequently. Đấy, hậu quả, một cái hậu quả là gì đấy? Therefore. Thus. Hence. So. For this reason. Nào, hãy cùng xem một ví dụ mà cô đã sử dụng một công cụ để mà showing result như thế nào nhé. Rồi. Chính phủ thì quyết định là sẽ làm thuế nặng hơn về thuốc lá. As a result, cô mở đầu luôn, đúng không? Hậu quả là sẽ có một lượng giảm tiêu thụ thuốc. Ok.
Ví dụ thứ hai này. Được rồi. Đấy là ba loại công cụ chúng ta đã đi qua. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu với công cụ thứ tư nhé. Công cụ thứ tư là công cụ showing reason and causes. Nào, công cụ thể hiện lý do và nguyên nhân. Những cái từ mà phải kể đến ở đây rất kinh điển đó là gì ạ? Because, không thể thiếu luôn đúng không? Owing to. Có nhiều bạn đọc từ này là owning, không đúng nhé. Owing to. Rồi, due to, since, as. Ví dụ của cô, do bởi cái thiếu hụt về mặt tài chính, hỗ trợ tài chính mà anh ta không thể tham gia trường đại học để có một cái nền giáo dục cao hơn được. Đó thì cô sử dụng là due to, nghĩa là do bởi, cô không dùng because ở đây nữa, cũng không vấn đề gì nha. Rồi, một ví dụ khác, cô dùng since, cũng có nghĩa là bởi vì. Đấy cũng chỉ ra nguyên nhân, các bạn có thể tham khảo ở đây. Công cụ tiếp theo cô muốn chỉ cho các bạn đó chính là công cụ dùng để highlighting and stressing. Nghĩa là nhấn mạnh thông tin. Rồi những cái từ rất là hay ho mà cũng hơi dài một chút các bạn có thể tham khảo ở đây đó là particularly hoặc là in particular. Rồi specifically. Đây là một ví dụ mà cô nói về các bạn teen đúng không? Ví dụ cụ thể đó là các bạn trẻ bây giờ thì rất là nhạy cảm với thời trang, đặc biệt là các bạn nữ. Cô đã sử dụng từ gì nhỉ? Các bạn nhận ra chưa? Especially đúng không? Rồi ok, một ví dụ khác này. Và công cụ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là showing contrast. Chỉ ra những ý nghĩ đối lập, những cái sự đối lập. Ở đây chúng ta ngay lập tức sẽ nghĩ đến từ gì ạ? However, đúng không nào? Tuy nhiên, nhưng các bạn biết không, còn nhiều từ hay ho hơn however rất là nhiều mà các bạn có thể sử dụng đấy. Hãy cùng điểm qua mặt chúng nha. À, chúng ta có gì đấy ạ? Ok, although, those, even though, ok, in contrast, but, in spite of, despite. Thử xem một ví dụ nào. Đó, các bạn đã nhìn thấy cái cách cô sử dụng cái công cụ nối đây chưa? Cô sử dụng rất là rõ đúng không? Các cái từ gạch chân ở đây giúp cho cái ý của mình nêu ra ấy, nó rõ ràng về mặt gì ạ? Về mặt đối lập hơn rất là nhiều. Và người đọc, người xem, người ta biết ngay là mình đang viết một hai cái ý đối lập vào nhau. Rồi. Chứ rồi xíu quên mất, khi nãy cô nói là công cụ cuối cùng nhưng thực ra cô vừa mới nhớ ra có một công cụ cũng rất là hay ho mà cần phải chia sẻ với các bạn, không thể cố giấu đi được. Đó là công cụ là giấu đi được. Đó là công cụ là concluding, là công cụ kết luận. Thì cái này thường hay dùng trong những cái phần kết bài, kết đoạn đó. À, chúng ta có thể kể đến điển hình đó là gì ạ? To conclude hay in conclusion, to sum up. Đó là gì ạ? Là tổng kết lại, tóm lại, đúng không? Ví dụ luôn nhé. Vậy là chúng ta có tổng cộng là 7 loại công cụ để nối từ, nối câu, nối đoạn trong writing đúng không nào? Chứ không phải là 6 như lúc đầu cô nghĩ nữa, mà chúng ta có tận 7 cái hay ho cơ. Chắc là 7 công cụ này cũng đã đủ nhiều cho các bạn sử dụng trong suốt cái quá trình các bạn làm writing task 2 and task 1 rồi. Hy vọng là các bạn có thể sử dụng thành thạo được hơn một nửa trong số những gì cô vừa đưa ra nhé. Còn bây giờ thì bye bye!